xin đến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video clip mới nhất của mình. Hôm nay mình đi đến điểm bán cây kiển của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để giới thiệu đến quý vị một số cây kiển. Rồi mình sẽ đi vào. Rồi. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay Triệu mới về hai cây bông trang. Lá nhỏ màu đỏ nha, đó rất là bự luôn, với 6 cây mai chiếu thủy đã da đen để giao lưu với các cô chú anh chị mình đó. Đây là cây số 1, đây là cây bông trang đó, số 1 nha đó. Đây để chiều đo chiều cao cho các cô chú anh chị mình đều biết nha. Đây là cây tàn rất là dày tàn nha đó, cây này đã tàn là khổ chê rồi, cây này nó rất là nặng luôn các cô chú anh chị mình ơi đó, cao lên là 170. Rồi. Tán ngang của nó là 170 luôn. Rồi đó. Quay cái tàn cái này. Đây, cao lên là 170, quay tàn tiếp baby ơi. Đây. Cái này là một bụi này rất là khủng luôn nha các quý chị mình ha. Đó. Cái này chúng em bứng cái bầu nó hơi nghiêng nha. Đó. Về các cô chú chị mình có trồng thì để đứng cái bầu lên giùm em nha. Đó, bên đây thì cái tàn thì nó hơi đứng lên tại nó nằm ở trong rồi, hàng rào. Rồi, để mặt đứng nó đi. Đó. Đây rồi, là nằm ở trong hàng rào nha. Đó, đây là một cụm của nó luôn. Đây là chung một củ nha. Đây chung một củ đế nó rất là đẹp luôn. Đó. Đây để em đo cái cụm đế này nữa nha. Này em đo trên thôi nha, chứ cái củ nó rất là gơm. Đây, tổng củ nó là 58. Rồi. Đây thằng đại diện nó luôn. Thằng đại diện ở ngoài nè. Đây thằng đại diện này nha. Đây để em đo thử coi. Đây thằng đại diện của nó là 17. Để em đo trên này nha. 17 chính xác luôn nha các chú chị mình ha. Rất là bự luôn, cái này là nó gom về đây là một góc một nha. Quay coi. Đây, cho quay gần góc nữa các bé ơi. Đây. Luôn. Đó. Đó, cái này nằm trên bờ thềm nha. Đó. Cây này rất là khủng luôn nha các cô chú chị mình ha, rất là bự luôn. Rồi, cho giá đi Triệu ơi. Đây, cây này rất là khủng, rất là bự luôn nha các chú chị mình ha. Rồi. Bầu đất này nó rất là nặng luôn. Rồi, để giao lưu với cái cây này cho giao lưu với các cô chú chị mình là 13 triệu, em bao ship 200 km. Rồi, trang đây, đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ, cây này là về bỏ vô chậu là mình chơi thôi nha. Tàn nó rất là dày. Đây, vàng xương là khỏi chê luôn nha các chú chị mình ha. Đó, vàng xương là kính bích khỏi chê luôn. Đó. Rất là dày tàn luôn nha các chú chị mình ha. 13 triệu em bao ship 200 km. Đó. Rồi. Đây, cây số là cây số 1, đây cây số 2. Cây số 2. Cây số 2 là cũng là trang đỏ một cốt luôn. Đó, cây này nó rất là già cây luôn nha các chú chị mình ha. Đó, rất là già cây. Đó, để em đo chiều cao nha. Đây. Cao lên là 140. Rồi. Tán ngang của nó là 115. Đó, cây một cốt. Đây, cây này rất là già, cây dáng lông luôn nha các chú chị mình ha. Đó, cái dáng lắc lượng rất là đẹp luôn. Rễ là bự bự không nha. Đây là cây này nó rất là già cây nha các chú chị mình ha. Một cốt một hà. Đó, để em đo hoành nó luôn. Hoành là 17. Là đo tại trên này nha, đo trên ghế nha, hoành là 17, còn nếu mà đo dưới đây có thể là 18 nha. Đó, 19 nha. Đó. Một cốt rất là đẹp, cây rất là già cây. Về các cô chú chị mình cắt bonsai cũng vẫn là đẹp luôn. Đó. Có giá là 2.8 triệu, em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Rồi. 2.8 triệu bao ship toàn quốc luôn. 2.8 triệu. Đó, 2.8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, nhắc số điện thoại đi chị chưa. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó, đây. Đây là mai chiếu thủy nha. Cái này là chúng em bứng cái bầu nó hơi nghiêng chứ không phải là cây nghiêng nha. Cây rất là bự luôn. Đó, mai chiếu thủy da đen. Cây 3A. Đây là cây 3A, mai chiếu thủy da đen. Đó, cái lô này các quý chị mình có chốt cây á, thì để chữ A giùm em nha. Đó. Cao lên là 145. Rồi. Tán ngang của nó là 87. Đó. Tai chi bắt đầy đủ. Cây này là có thể là trên 30 năm tuổi rồi nha.
đó, rất là già. Củ này là nguyên đặc, nguyên một củ luôn nha các chú chị mình ha. Đây là đế dưới chúng em chưa moi ra đó. Đây mai chiếu thủy da đen, đây để em đo hoành, hoành là 49 ha. Còn củ ở dưới của nó là khoảng nếu mà nó dòng củ đế của nó luôn, sát mặt bầu luôn là 85 đó. Đây nu cục cục hết trơn rồi nha các chú chị mình ha. Đó, cây rất là già cây. Đây, rất là đẹp luôn, rất là già. Rồi. Có giá là 3 triệu. Đó. 3 triệu. 3 triệu em bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. 3 triệu bao ship toàn quốc cây 3A. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây mấy cây này nó rất là nặng luôn nha các chú chị mình ha. Đó, một cây là trên khoảng cỡ 60kg, 70kg ăn lên không. Đó, cây là cây đặc luôn. Đây cũng là mai chiếu thủy da đen. Đó, cái lô này là da đen không nha các chú chị mình ha. Cái này các chú chị mình chơi tàn lùn cũng vẫn được luôn, mà tàn cao cũng vẫn được luôn. Để em đo chiều cao luôn. Cao lên là 150. Tán ngang của nó là 100. Đây mai chiếu thủy da đen, bông rất là thơm. Đó. Đây chỗ này là nó bị sành luôn rồi nha các chú chị mình ha. Tuy nó bể nhưng mà nó sành luôn rồi, nó liền da hết trơn rồi. Đó. Đây. Hoành là 48. Đây, củ này với là 90. Củ này là 90 nha, chúng em chưa môi đế ra luôn nha. Đó, đó còn cái thằng nhỏ cho anh ra nhiêu. Đây, cái này giót đọt, cái này các cô chú anh chị mình cắt bonsai cũng vẫn là đẹp luôn nha. Đây, đo trên này luôn đi. Trên này luôn là 23. 23 rưỡi mà tính 23. Đó, cắt bonsai cũng vẫn được luôn nha các chú chị mình ha. Cái là đặc luôn nha. Củ này là đặc nguyên một củ luôn, rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây, rồi. Cái này là có giá là 3.4 triệu, em bao ship toàn quốc. 3.4 triệu. 3.4 triệu em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đó. Cái cây này là rất là lực luôn nha các chú chị mình ha. 3.4 triệu cây 4A. Đó, mai chiếu thủy da đen. Cái da đen này cái tuổi đời nó rất là già cây luôn nha các chú chị mình ha. Đó. Đây. Cây số 5 cũng là mai chiếu thủy da đen luôn. Cái này nó lên da là sần sùi hết trơn, cục cục hết trơn luôn rồi nha các chú chị mình ha. Một cục đế nó rất là đẹp luôn. Đó, nu dữ lắm luôn nha. Cao lên là 150. Tán ngang là 130. Đó, mai chiếu thủy da đen. Đó, cái cụm đế này của nó rất là lực luôn nha các chú chị mình ha. Đây, để em đo như gì đi. Đo như gì đi. Đo cái chồng này đi ha, bỏ cái nhánh này ra. Em bỏ cái nhánh này ra. Đó. Hoành là 40. Bỏ nhánh nó ra là hoành là 40 nha. Để em đo cụm đế nó luôn. Cụm đế nó hết cái bầu này luôn nha. Là 120. Đây. Cái này là cụm chỗ này là đặt hết trơn luôn nha các chú chị mình ha. Đó em đo bỏ cái nhánh này ra là 40 nè. Đó còn cái cụm ở dưới đế của nó là 120 là đặt luôn. Cái này là nổi cục nổi bú, út bú lên rất là nhiều nha. Đó. Đó đây rất là đẹp luôn. Đây 5A. Dạ cây 5A có giá là 4.2 triệu. 4.2 triệu em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. 4.2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Cây rất là già cây nha các chú chị mình ha. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Nữa ai nữa. Đây, cây 6A. Cây này là cây số 6A nha. Cái lô này các cô chú chị mình, tại vì cái em bứng cái bầu nó hơi nghiêng nha. Chứ không phải cái cây nghiêng về mình trồng mà để đứng cây nên là rất là đẹp luôn. Cao lên là 150. Tán ngang là 115. Đó, cây này là đặt nguyên một củ luôn nè các chú chị mình xem ha. Cái củ ở dưới này nó rất là đặc luôn nè, đặc hết trơn luôn chứ em chưa moi đế ra luôn đó. Chưa moi cục đế nào ra luôn. Đó, rất là đặc luôn nha.
kêu cắt quay quay vòng. Đây cái này dướng mà cái bao nè. Đây. Đó để giao lưu với các chú chị mình luôn nha. Rồi quay. Đây để em đo thử coi nha. Hoành là 44. Hoành là 44 nha, nồi đế này cỡ 100 nha. Nên là đặt hết trơn luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Có giá là 4.4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn, 4.4 triệu. Đó. 4.4 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Cây rất là đẹp, rất là già cây luôn nha các chú chị mình ha. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Thôi đem bằng quay. Được hả? Đó không? Rồi lên. Là 4-3 người ginh là không nổi luôn nha. Đó. Cái này là 3 người ginh mà không nổi luôn nữa nha các đứa chị mình ha. Đây, cây này nó rất là quái luôn nha các đứa chị mình ha. Đó. Cây số 7A. Rất là quái luôn. Cao lên là 160. Tán ngang của nó là 124. Đó, cái này là lô 7A nha. Đây, để em đo đại trên này đi. Chứ giờ hết biết đường đo rồi. Cái cây này nó rất là quái luôn. Nó giống như gián thú luôn nha. Đây, thân này là 26 nha. 25. Đó. Còn đo chỗ cái cụm này á, là nó 57. Đây. Còn đo ở dưới này đó ha, là nó 142. Là hoành đế nha. Đó, 142. Đây. Đây, để giao lưu với các cô chú anh chị mình ha. Cây này là có giá là 6.5 triệu. 6.5 triệu em bao phí ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, 6.5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Đó, cây số 7A. Đây, số 8A. Số 8A này nó cũng rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Tại cái cây nó nghiêng. Đó, cái bầu đất nó nghiêng nha. Đây. Cái này các cô chú chị mình cắt khôi lại trên mini nó rất là đẹp. Cao lên là 120. Tán ngang của nó là 89. Đó, rất là quái luôn. Cái này các chú chị mình cắt thôi là rất là đẹp luôn nha. Đây, để em đo thử cái hoành nha. Hoành là 34. Hoành đế của nó là 88. Đây. Cái này giao lưu với các cô chú anh chị mình là có giá là 2.5 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. 2.5 triệu bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó, 2.5 triệu thôi. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó, mai chiếu thủy da đen. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây, cây số 9. Cái củ này nó rất là bự luôn nha các chú chị mình ha. Cái này giót trọt luôn. Đó, già dữ lắm, già rồi. Cái lô này nó rất là già luôn nha các chú chị mình ha. Mai chiếu thủy da đen. Cao lên là 150. Tán ngang là 100. Đây, để quay bột vòng em sẽ đo cho các chú chị mình được biết nha. Đây, hoành đế ra tại vị trí này là 51. 51 nha. Còn củ đế là 108. 108 nha, đó rất là đẹp luôn, già dữ lắm, già nu nu cục cục không luôn. Đó. Đây, cây này giao lưu với các chú chị mình là có giá là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. 4 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cái này là cây số 10. Cũng là mai chiếu thủy luôn. Đó, cây số 10 nha. Cao lên là 180.
Rồi. Cao lên là 180. Tán ngang của nó là 120. Cái tầng đây. Đây là có bắc tầng nha. Quay chậm chậm đi. Này là bắc tầng dĩa đồ rất là đẹp nha. Mấy? Đó. 1, 5 tầng. 2, 3, 4, 5. Đó, 5 tầng nha các chú chị mình ha, cái này là chung một khối. Cái này về các chú anh chị mình cắt mình chơi tầng rừng cũng vẫn đẹp luôn. Chung một bệ đế nha. Đó. Cây này rất là già cây rồi, mai chiếu thủy da đen. Đây. Tổng hoành cây này lại là 70. Đây, tổng hoành cây này lại 70, nồi đế nó khoảng cỡ 100 mấy nha. Đó. Rất là già cây luôn nha các chú chị mình ha. Đây, để em quay một vòng cho các chú chị mình đều xem. Đây. Có giá là 5,5 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ Thanh Triệu. Thanh Triệu trân trọng cảm ơn và cảm ơn.